Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Dân Thanh Hóa phản đối dự án cảng container Long Sơn không sợ đi tù. AFA tiếng Việt ngày 25 tháng 10 cho hay, tại Thanh Hóa, dân vẫn biểu tình phản đối dự án cảng container Long Sơn sau quyết định khởi tố hình sự. Theo AFA, chiều ngày 23 tháng 10, Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định khởi tố vụ án có việc biểu tình của khoảng 300 người dân xã Hải Hà vào sáng cùng ngày là hành vi cản trở, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng kéo dài 1 km dọc tuyến đường tỉnh lộ 513. AFA cho biết, Công an xã Hải Hà ra thông báo từ ngày 23 tháng 10 yêu cầu công dân ở địa phương chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không được tụ tập gây rối, lôi kéo, kích động hoặc nghe theo các đối tượng xúi dục cản trở việc thi công bến số 3 dự án cảng container Long Sơn. Và đây là hình bài trên RFA. Tuy nhiên, trong 2 ngày 24 và 25 tháng 10, người dân xã Hải Hà vẫn tiếp tục tập trung tại khu vực thi công bến số 3 của dự án cảng container Long Sơn nhằm ngăn cản việc triển khai dự án. AFA dẫn lời một số người tham gia biểu tình cho hay, chúng tôi không đồng tình với dự án cảng container Long Sơn tại vì các biển này là biển sinh sống của chúng tôi. Gần ven bờ chúng tôi đánh bắt, đi vào đi ra, mà bây giờ thuyền đậu gần bờ biển, có khi đánh bắt trong bờ cũng có. Khi làm cảng, người ta không cho chúng tôi đánh bắt nữa, có nguy cơ là không còn những con tép, con cá để mà đánh bắt nữa. Với lại đường đi lại, phương tiện của chúng tôi đi vào đi ra khó khăn, trắc trở. Làm cảng lên thì chúng tôi cũng bị ô nhiễm bụi bặm tại vì chúng tôi sống ở vùng biển. Làm cảng lên thì chúng tôi hứng chịu tất cả. Chúng tôi đi diễu hành, không xúc phạm ai, không làm chi cả. Không ai xúc phạm chi đến công an. Chúng tôi đi đúng theo quy luật giao thông, đi vào bờ lề, đi diễu hành theo hàng. Tất cả toàn dân chúng tôi đều đồng lòng. Vẫn theo AFA, xã Hải Hà có gần 3.000 hộ dân với gần 11.000 nhân khẩu, đa số họ làm nghề đi biển, đánh bắt tép để bán. Với đa số các gia đình làm nghề biển, thì mọi chi phí của gia đình, bao gồm việc học hành của con cái, đều phụ thuộc hết vào biển. AFA dẫn lời một người địa phương khác cho hay, chính quyền địa phương đe dọa người dân rằng sẽ khởi tố bị can và bắt giữ những người biểu tình phản đối dự án này. Chúng tôi không sợ đi tù, vì chúng tôi không muốn mất bãi biển quê hương chúng tôi. Nếu bị buộc phải di dời, thì phải bồi thường thỏa đáng cho chúng tôi, đồng thời phải đảm bảo đến chỗ có nơi cho dân chúng tôi, chỗ neo đậu tàu thuyền an toàn. Và đây là hình khu vực án cảng container Long Sơn. AFA dẫn tin từ truyền thông nhà nước, theo đó nhà chức trách tỉnh Thanh Hóa đã khảo sát kỹ lưỡng, đánh giá tác động môi trường của dự án và đã tham khảo ý kiến người dân. Tuy nhiên, một người dân cho hay, chính quyền chỉ đến nhà dân thuyết phục họ, không phản đối dự án khi dự án đã được phê duyệt và chủ đầu tư bắt đầu tiến hành công việc. AFA cho biết thêm, xã Hải Hà bị bao quanh bởi 5 dự án công nghiệp. Phía Bắc là nhà máy xi măng và cảng than. Phía Tây là nhà máy nhiệt điện. Phía Nam là nhà máy gang thép. Và phía Đông là dự án cảng container Long Sơn. Trong nhiều năm qua, các dự án này có mang lại việc làm cho một số người dân địa phương. Tuy nhiên, hệ lụy mà tất cả người dân ở đây phải gánh chịu là ô nhiễm môi trường trầm trọng từ 4 dự án hiện hành. Một người dân cho AFA biết, khu làng của chúng tôi nhỏ lắm, nằm ở ven biển có tí xíu bờ biển thôi, hứng chịu tất cả những bụi bặm, bụi than, bụi thép đã quá nhiều, bao trùm ngôi làng của chúng tôi. Từ khi các nhà máy xí nghiệp thép, cảng than mọc lên thì chúng tôi hít bụi than rất nhiều, nhà cửa lúc nào cũng đen thù lùi. Ngày nào con cái hít bụi, đi chơi về hay lỗ mũi cũng đen ngợp. Trẻ em đi khám bệnh có giấy của bệnh viện là bị viêm họng nặng do môi trường không khí không trong lành. AFA cho biết thêm, sáng ngày 25 tháng 10, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã điều động hàng chục cảnh sát cơ động đến xã Hải Hà để buộc bà con ngư dân rời khỏi khu vực thi công. Tuy nhiên, người dân địa phương, phần lớn là phụ nữ,
vẫn bám trụ và phía công an chưa có hành vi trấn áp. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Dân Thanh Hóa phản đối dự án cảng container Long Sơn, không sợ đi tục. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Xung đột ở Gaza lan rộng và quan điểm khác biệt giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Ngày 23 tháng 10, VOA tiếng Việt loan tin, Trung Quốc, tình hình ở Gaza rất nghiêm trọng, xung đột bắt đầu lan ra khu vực. Theo đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn lời đặc phái viên Trung Đông của nước này cho biết, Trung Quốc xem tình hình ở Gaza là rất nghiêm trọng. Với nguy cơ xung đột trên bộ quy mô lớn ngày càng gia tăng và vì xung đột đã bắt đầu lan ra khu vực. VOA dẫn đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết, đặc phái viên Trác Tuyển, người đang thăm Trung Quốc, lưu ý đến xung đột dọc biên giới giữa Israel và Lebanon và Israel và Syria. Ông Trác kêu gọi cộng đồng quốc tế hết sức cảnh giác và hành động ngay lập tức, kêu gọi các bên liên quan tuân thủ nghiêm ngặt luật nhân đạo quốc tế và tránh thảm họa nhân đạo nghiêm trọng, đồng thời nỗ lực chung để kiểm soát tình hình. Và đây là hình bản tin trên VOA ngày 23 tháng 10. Ông Trác cũng được dẫn lời nói rằng Trung Quốc sẵn sàng làm bất cứ điều gì có lợi để thúc đẩy đối thoại, đạt được lệnh ngừng bắn và khôi phục hòa bình, cũng như thúc đẩy giải pháp hai nhà nước. Theo VOA, hồi tuần trước, ông Trác đã chỉ ra nguyên nhân của cuộc khủng hoảng Israel và Gaza là do thiếu sự đảm bảo cho các quyền của người Palestine khi ông gặp người đồng cấp Nga ở Qatar, một trung gian trong cuộc xung đột. Ông Trác cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ với cộng đồng quốc tế, bao gồm cả các nước Ả Rập. Ông dự kiến sẽ đến các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào ngày 23 tháng 10, để tham dự đối thoại quan hệ Trung Quốc-Ả Rập và đối thoại văn minh Trung Quốc-Ả Rập lần thứ 10, nơi ông sẽ có bài phát biểu. VOA cho biết, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mao Ninh nói trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng đặc phái viên Trác cũng có kế hoạch tiếp tục thăm các bên liên quan ở Trung Đông. Trước chuyến đi, ông Trác đã có cuộc gọi điện đàm với người đứng đầu Bộ Ngoại giao của Palestine, Israel, Ai Cập, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Na Uy, cũng như với các đại diện đặc biệt của Liên Hiệp Quốc và Liên minh châu Âu. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc dẫn lời ông Trác cho biết, Trung Quốc đã cung cấp và sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho người Palestine thông qua Liên Hiệp Quốc và thông qua các kênh song phương để giúp giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo. Và đây là hình bài trên VOA ngày 25 tháng 10. Ngày 25 tháng 10, một bài báo khác trên VOA cho hay Mỹ, Trung phản ứng khác biệt trước tình trạng bạo lực gia tăng ở Trung Đông. Theo đó, phát ngôn viên Mao Ninh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh đến sự khác biệt giữa Washington và Bắc Kinh trong cuộc chiến Israel và Hamas, điều mà các nhà phân tích lo ngại sẽ làm gia tăng thêm căng thẳng giữa hai siêu cường. VOA dẫn lại quan điểm của Tổng thống Joe Biden ngày 19 tháng 10 trong một bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình rằng Mỹ phải tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và Israel. Lịch sử đã dạy chúng ta khi những kẻ khủng bố không trả giá cho sự khủng bố của họ, khi những kẻ độc tài không trả giá cho sự hung hãn của họ, họ gây ra nhiều hỗn loạn, chết chóc và nhiều tàn phá hơn. Họ tiếp tục và cái giá phải trả cũng như mối đe dọa đối với nước Mỹ và thế giới tiếp tục gia tăng. Trong khi đó, Trung Quốc thể hiện quan điểm bảo vệ Palestine. VOA dẫn lời ông Guy Leyrin, giảng viên cao cấp khoa quan hệ quốc tế tại Đại học Do Thái ở Jerusalem nói rằng ông không lạc quan về những nỗ lực của Trung Quốc với tư cách là nhà môi giới hòa bình. Trung Quốc đã là kẻ hưởng lợi ở Trung Đông, lợi dụng thực tế là Hoa Kỳ đã đảm bảo quyền lợi tự do hàng hải ở Vịnh Ba Tư và Trung Quốc sẽ khám phá các cơ hội đầu tư ở bất cứ nơi nào có thể. Nhưng tôi không nghĩ nước này có thể thay thế Hoa Kỳ làm bá chủ ở Vịnh Ba Tư và tôi nghĩ đó là điều quan trọng. Tôi nghĩ các nước ở Vịnh Ba Tư cũng hiểu rất rõ điều đó. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Xung đột ở Gaza lan rộng
và quan điểm khác biệt giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.